Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyễn Khánh sẽ giới thiệu đến quý vị một cái video về cái sản phẩm này. Video trước thì mình đã làm video rồi, nhưng vấn đề là do cái video đó nó không có đủ mẫu, cũng như là vấn đề là cái kích thước nó khá nhỏ, nên quý vị không xem được hết cái vân gỗ quý vị không? Đây này, hết cái vân gỗ này. Thì hôm nay mình làm lại cái video này để cho quý vị tham khảo quý vị nhé. Thì đây là tấm nhựa ốp tường và ốp trần. Cái tấm này nó có kích thước, trong cái bộ mẫu ngày hôm nay Nguyễn Khánh làm nó sẽ có kích thước là rộng 40 cm, độ dày là 9 ly, và có chiều dài là 2,9 m quý vị nhé, 2,9 m trên một tấm. Và tất cả những cái mẫu ngày hôm nay có giá khá là tốt quý vị nhé, có giá rất là tốt, và phải khẳng định rằng là tốt nhất trong cái thời điểm hiện tại đó. Nên rằng là quý vị nào cần mua để trang trí sửa sang lại nhà cửa trong cái dịp cuối năm, thì theo Nguyễn Khánh nhận xét, đây là một trong những sản phẩm phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại bây giờ quý vị nhé. Thì cái tấm này thi công rất là dễ quý vị ạ, lắp ghép toàn bộ là bằng hèm âm dương quý vị nhé, hèm âm dương. Đấy. Ngoài ra nó có các cái phụ kiện phào chỉ len nẹp đầy đủ, đủ tất cả các cái phụ kiện để cho quý vị lắp ghép rất là dễ quý vị nhé. Đấy. Thì đây là những cái bộ mẫu mà thực tế nhất quý vị này. Tấm rất là dài để cho quý vị xem, quý vị thấy quý vị này nhá. Đấy. Cái này là tấm này gần như là trắng kem quý vị. Mặt sau nó như này quý vị nhé. Cái mặt sau nó như này. Đấy. Thì riêng tấm nhựa này dùng để thì ốp tường, ốp trần, làm vách ngăn, ốp lampri, rất là nhiều công năng công dụng quý vị nhé. Tấm này khá là đẹp, màu trắng quý vị này, màu trắng này. Thì video quý vị hơi bị khó thấy cái hoa văn của nó, là cái nền màu trắng, nhưng bên dưới này nó có cái lớp hoa văn quý vị nhé, cái lớp hoa văn nhẹ, nó giống như giấy dán tường vậy đó. Còn đây là lớp vân đá hoa cương quý vị nhé. Đối với lớp vân đá hoa cương thì thường thường quý vị thấy đó, khi mà ánh sáng quý vị nhìn thì nó sẽ có những cái đường sọc nhẹ quý vị nhé. Tất cả những cái mẫu nào mà vân đá thì nó đều có cái thể hiện cái sọc nhẹ ở trên cái tấm vân đá này. Nhưng vấn đề theo Nguyễn Khánh thì nó, cái độ thẩm mỹ của nó thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm quý vị nhé. Nhìn thì nó sẽ có những cái đường sọc thôi. Đó. Còn cái mẫu này thì nó như là một lớp vải bố vậy quý vị, lớp như vải bố. Mẫu này là lớp mẫu giống như kiểu màu đơn sắc khá đẹp, mẫu này khá đẹp, mẫu này rất trẻ trung quý vị nhé. Những bạn trẻ nào mà có thích ốp dùng cái tấm mẫu này rất đẹp luôn. Đấy. Mẫu này thì nó có lớp ánh vàng kim tuyến quý vị này, ánh vàng hơi lóng lánh. Cái màu này này khách hàng sử dụng khá là nhiều rồi, giao rất nhiều cái mẫu này cho khách rồi. Mẫu này rất là đẹp luôn đó. Nó có những cái lớp kia, nó có những cái sợi màu vàng này, rất là bắt mắt luôn quý vị nhé. Đó. Mẫu này cũng khá là đẹp, mẫu này thì rất là trẻ trung, năng động. Cái này phù hợp cho những cái gia đình bạn nào trẻ trung năng động, sử dụng màu rất là bắt mắt, rất đẹp. Đó. Về thi công lắp ghép thì rất là dễ quý vị nhé, chắc là nhiều quý vị biết rồi. Thì đây nó có một cái này quý vị, cái này gọi là cái kẹp của cái ke quý vị nhé. Đó. Thì thi công nó như thế này quý vị này, thi công của nó mình sẽ làm một cái video, mình đứng lên hướng dẫn luôn. Quý vị dùng cái ke này quý vị nhé, dùng cái ke này chúng ta kẹp nó vào đây. Đấy. Rồi chúng ta sẽ thì bắt vít trực tiếp quý vị này, bắt vít trực tiếp từ đây bắt vào tường. Có thể là dùng súng bắn đinh, có thể là dùng ốc vít, có thể là dùng búa đóng đinh quý vị nhé. Đấy. Khi đóng xong cố định vào tường rồi, chúng ta lấy tấm thứ hai, chúng ta ghép vào như này quý vị này. Đấy. Thì nó sẽ gì ghép vào thì nó sẽ che đi cái đầu vít, đầu đinh, và che đi cái bát quý vị nhé. Và chúng ta cứ ghép như vậy, ghép cho tới khi nào hoàn thiện thì thôi quý vị thấy không. Đấy. Đầy đủ các cái phụ kiện để vấn đề là thi công lắp đặt. Rất là dễ thôi. Và ngoài ra đó, ở phía mặt sau đó quý vị, trước khi chúng ta bắt vít á, thì cái phía mặt sau này quý vị này, chúng ta mua thêm keo, keo silicone hoặc keo epon, chúng ta chạy các cái đường keo ở trên này, sau đó chúng ta ốp vào tường, xong chúng ta bắt vít, thì như vậy là nó vừa dính bằng keo và nó vừa bắt bằng vít, thì nó đảm bảo được cái độ bền. Và như vậy thì cho dù tường có bị bong tróc lớp sơn hoặc có ẩm ướt thì nó cũng không bị bong tróc tấm này quý vị nhé. Với cách lắp đặt như vậy, với cái vật liệu nhựa hoàn toàn như thế này thì sản phẩm nó rất là bền. Đấy. Nhựa này thì có khả năng gì? Thứ nhất, không sợ ẩm ướt quý vị nhé. Đấy. Thứ hai, không bị mối mọt. Đấy. Cái thứ ba là nó hạn chế gần như là tuyệt đối về vấn đề cái độ cong vênh co ngót quý vị nhé. Cong vênh co ngót nó có nhưng mà rất là ít quý vị nhé. Rất ít cong vênh co ngót. Lắp ghép thi công đơn giản. Đấy, chủ nhà có thể nhìn những cái video đơn giản như thế này, chúng ta có thể tự lắp ghép, hoặc quý vị có thể nhờ tới các cái đội thợ như là nhôm kính này, thợ thạch cao này, hoặc là một số anh em những cái nghề sắt, nghề dùng đã đều thi công được cái này quý vị nhé. Bởi vì cứ ghép từ tấm một này thôi. Đấy. Ngoài ra thì nó có các cái phụ kiện như là phào chỉ, len nẹp quý vị nhé. Đấy. Và tất cả các tấm này thi công lắp đặt đều như nhau quý vị, kẹp nó vào, gắn keo, tấm thứ hai ghép rồi. Đấy quý vị nhé. Đấy. Và chúng ta nên dùng cái búa hoặc cái gì đó, búa cao su hoặc là cục gỗ đó, mình ghép mình gõ nhẹ vào thôi là tự tất cả nó sẽ khớp vào nhau quý vị nhé. Đấy. Thì tất cả những cái mẫu này hiện tại đang có kích thước là rộng 40 quý vị, rộng 40 cm quý vị nhé, và có độ dày là 9 ly quý vị nhé, độ dày là 9 ly và chiều dài của một tấm là 2,9 m. Đấy. Lắp ghép này như này quý vị nhé. Đấy. Độ dài là 2,9 m. Nếu như trường hợp nhà của quý vị đó mà nó cao hơn 2,9 m thì chúng ta phải nối quý vị ạ. Thì khi nối hai tấm lại với nhau nó có một cái nẹp gọi là nẹp H để chúng ta nối hai tấm lại với nhau quý vị nhé. Nói chung là thi công thì rất là dễ thôi. Đấy. Lên mà lại một lần nữa lớp màu nữa cho quý vị xem. Đấy. Quý vị muốn biết rõ hơn thì quý vị hãy kết bạn Zalo đi. Nguyễn Khánh sẽ gửi chi tiết các cái mẫu màu để cho quý vị tham khảo một cách thực tế nhất quý vị nhé. Đảm bảo luôn là sản phẩm này đang có giá tốt nhất tại thị trường quý vị nhé. Giá tốt nhất thị trường. Và Nguyễn Khánh vẫn giao hàng trên toàn quốc. Kho hàng thì nằm rất là nhiều nơi như là Hà Nội này, Đà Nẵng này, Quảng Ngãi này, Nghệ An này, Cần Thơ này, thành phố Hồ Chí Minh này, Bình Dương quý vị nhé. Đấy. Sản phẩm nằm rất là nhiều khu vực, rất là nhiều nơi nên là rất là thuận tiện trong vấn đề giao hàng quý vị nhé. Ok, video của Nguyễn Khánh ngày hôm nay tới đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để xem video. Quý vị có nhu cầu sử dụng tấm nhựa ốp tường, ốp trần, vui lòng liên hệ số điện thoại 0948 743274. Xin trân trọng cảm ơn.